Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Lưu Piano, một kênh YouTube chuyên biệt về hướng dẫn học đàn piano miễn phí dành cho những quý vị lớn tuổi. Trong video này, tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị, hướng dẫn quý vị cách đệm hát một cái ca khúc rất quen thuộc, bài hát mang tựa đề Biển Nỗi Nhớ Và Em. Điều đặc biệt là trong video này, tôi sẽ hướng dẫn quý vị theo cách học dễ nhất, cách đệm hát dễ nhất, để cho những quý vị nào chỉ biết một chút về đàn thôi, quý vị cũng có thể đệm hát trên đàn piano được. Đệm cho quý vị hát hoặc đệm cho người khác hát theo một cách học dễ nhất. Xin mời quý vị, chúng ta cùng bắt đầu. Thì như quý vị đang theo dõi ở trên màn hình, tôi đã viết ra cái lời bài hát và các hợp âm. Đây là một cái cách rất là dễ. Tôi không viết ra nốt nhạc bởi vì có nhiều quý vị nhìn nốt nhạc không quen. Lời bài hát có ở dưới và các cái hợp âm ở bên trên. Quý vị thấy là ví dụ la thứ này, anh xa em, về la thứ này, trăng cũng chợt suy giảm, lẻ loi về mi trường, thẫn thờ về la thứ. Tức là cái lời bài hát nó ở trên cái chữ nào thì đến đúng cái chữ đó. Quý vị bấm hợp âm cho tôi, quý vị nhé. Và ở bên phải, quý vị thấy là tôi đã liệt kê ra các cái hợp âm dùng trong cái bài này. Nó gồm có 6 hợp âm cơ bản và nó thêm 3 hợp âm nữa, hợp âm lạ một chút thôi. Tuy nhiên nó cũng rất là dễ với những quý vị nào đã quen thuộc với giọng đô trưởng và la thứ. Thì bài hát này được viết ở giọng la thứ, quý vị nhé. Thế hợp âm đầu tiên, hợp âm đô trưởng là ba nốt ở đồ mi son, pha trưởng là pha la đô, son trưởng son si rê. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình đấy, tôi có cái hình cả hình nốt ở trên đấy để quý vị nhìn cho nó trực quan, nó dễ nhìn. Mi 7, mi son si rê. La thứ là đô mi, rê thứ rê pha la, mi thứ mi son si, si giảm si rê pha, mi trưởng mi son thăng si. Như vậy hợp âm mi trưởng và hợp âm mi 7 giống nhau, chỉ thêm một mi 7 thì thêm một nốt rê nữa, còn mi trưởng là chỉ có ba nốt mi son thăng si, được chưa ạ? Chúng ta bắt đầu vào phần đệm bài hát này. Bài này tôi đang hướng dẫn quý vị ở trên giọng la thứ, là giọng hát cho nam, quý vị nhé. Nếu mà ở nữ hát thì chúng ta sẽ hát ở tông khác, nữ có thể hát ở rê thứ. Gió âm thầm không vậy, rất là đơn giản. Quý vị nhìn ở trên màn hình, quý vị có thể thấy rằng cái phần lời tôi đã viết ra rồi, và hợp âm bây giờ ta cứ thế và hát vào thôi. Thế vậy cách đệm là như thế nào? Thì cái bài này quý vị hoàn toàn có thể hát theo cách ran tấu, không theo nhịp cũng được, hoặc là theo nhịp cũng được. Ví dụ cách ran tấu này, không theo nhịp này. Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đó, quý vị thấy không ạ? Đấy là tự sự nhá. Biển vẫn thấy mình dài dòng thế. Nó không có cái nhịp nào cả, nó có thể giãn lúc nhanh lúc chậm. Đây gọi là cách hát tự sự. Và một cách hát khác theo nhịp. Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đó quý vị ạ, thì quý vị thấy không ạ? Đấy là một cách đệm có nhịp, tức là có tiết tấu để giữ nhịp. Thế thì cái bài này để hát hay nhất thì thường là người ta đệm đoạn đầu là tự sự, và lần sau người ta mới vào tiết tấu. Đó. Thế thì nếu như quý vị đệm ở trên đàn piano thì cũng không nhất thiết quý vị phải đệm có tiết tấu, mà quý vị có thể là đệm chỉ đặt hợp âm thôi, để quý vị vừa hát vừa phiêu theo cái bài hát này thì nó sẽ rất là thú vị. Anh xa em thì cái đầu tiên hợp âm la thứ, thì khi mà chơi như thế này thì quý vị có thể bấm là bình thường là la đô mi, nhưng quý vị giải ra là la mi la đô mi la. Hợp âm la thứ gồm ba nốt là la đô mi, la đô mi, la đô mi. Đó, quý vị thấy không ạ? Đơn giản nhất, anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Chỉ bấm hợp âm không quý vị nhé,
là Mila, bên này Đồ Mila, ánh xa em. Si giảm là Si, Re Fa thì chúng ta bấm là Si Fa Si, Re Fa Si. Mi trưởng La thứ. Ánh xa em trăng cũng trượt lẻ loi thân thờ. Đó, đấy là tự sự quý vị nhé. Chỉ bấm vào bấm không thôi. Re thứ này. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Không cần bấm nhiều, chỉ cần bấm không thôi. Xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Đó, đấy cũng là một cách quý vị nhé. Đơn giản nhất là thứ. Si giảm. Mi trưởng. La thứ. Cái chỗ này hợp âm si giảm nếu quý vị không đánh được, quý vị cảm thấy khó, quý vị cũng có thể bỏ bớt hợp âm đi. Anh xa em trăng cũng chợt về mi trưởng luôn, lẻ loi thẫn thờ. Nhưng nếu về si giảm xong rồi về mi trưởng thì nó sẽ hay hơn. Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đó, quý vị thấy không ạ? Rất là dễ và có thể hát được đúng không? Có thể chơi được. Đấy là cách đầu tiên nhé. Tất cả các phần sau cũng thế. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Thì quý vị có thể chơi như thế là phần đầu tiên để mình quen cái phần lời và bài hợp âm đến chỗ nào mình bấm vào đấy cho nó quen. Sau đó thì quý vị có thể gian ra. Anh xa em chẳng cũng trượt lẻ loi thân thờ. Đó, quý vị không ạ? Quý vị giải nó ra. Là mi la đồ mi la. Anh xa em chẳng cũng trượt lẻ loi thân thờ. Đó, chỉ là các nốt trong hợp âm thôi. Là đồ mi la đồ mi la đồ mi. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đây là tôi hướng dẫn những cái nốt cơ bản trong hợp âm nhé, chưa có hợp âm gì khác đâu nhé quý vị nhé. Biển vẫn thấy sang đây thứ này, mình dài rộng thế. Biển vẫn thấy rê thứ, mình dài rộng thế lên pha trưởng. Thì để chơi được nó thì đầu tiên quý vị phải chơi được các hợp âm trước đã. Đô trưởng này, La thứ này, chỉ bấm 6 nốt thôi, không cần đánh nhiều. Đó, nhưng mà quý vị phải chơi được si giảm này, mi trưởng này, La thứ này, Re thứ, Fa trưởng, Son trưởng, Đô trưởng, Mi 7. La thứ. Đó quý vị nhé, quý vị lưu ý quý vị tập hợp âm trước đi, tập các hợp âm đánh nó đơn giản thôi. Sau bắt đầu ghép vào nhau. Anh xa em chẳng cũng trượt lẻ loi mi trường thân thờ. Đó, hết câu 1 nhé. Biển vẫn thây sang rê thứ, mình dài rộng thế lên pha trưởng. Xa cánh buồm son trưởng một chút đã cô đơn. Đô trưởng. Gió về là thứ âm thầm không nói về pha trưởng. Mà sao son trưởng núi phải mòn. Em son trưởng này đâu phải là chiều về mi thứ mà nhuộm về son trưởng anh đến tím về pha trưởng. Sóng về son trưởng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến về pha trưởng. Câu cuối cùng dù sóng rê thứ đã làm anh mi thứ son trưởng nghiêng ngả vì em.
Được chưa ạ? Đấy, đơn giản thôi quý vị ạ. Quý vị có thể sau khi chơi xong các hợp âm này, quý vị có thể vừa hát vừa chơi được rồi. Rất là hay. À, có thể quý vị hát không hay, nhưng không quan trọng, miễn là quý vị thích và quý vị cứ hát đi. Quý vị có thấy là những người hát karaoke hàng xóm nhà quý vị hát có ra cái gì đâu. Nhiều người hát tra tấn người khác mà người ta còn bắt cả xóm nghe cơ mà. Thì đây một mình quý vị hát chứ với cây đàn thì cũng không ai nghe thấy đâu. Cho nên là quý vị cứ tự tin, quý vị cứ tập hát đi, quý vị cứ chơi. Tôi tin rằng khi quý vị chơi đàn mà quý vị hát, nó có sẽ có một cái cảm giác rất là hay và thú vị. Nó khác với cái việc mình đệm hát cho người khác. Đấy cũng là một cách xả stress rất là hay. À, thế thì đấy là đầu tiên là đơn giản là như thế này. Thì sau đấy là chúng ta có thể thêm một chút hợp âm này. Anh xa em. La mi la si do mi la si do. Tôi thêm một đốt si thôi. Anh xa em. Trăng cũng trượt lẻ loi thân. Đó, là mi la si đô, mi la si đô. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Chỉ chạy hợp âm lên một chút thôi. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Câu tiếp theo, xa cánh buồm. Một chút đã cô đơn. Thì khi quý vị chơi các hợp âm nó quen rồi, tay quý vị sẽ trơn và lúc đấy quý vị sẽ đánh rất là dễ. Đánh ran tấu là đánh dễ nhất quý vị nhé, vì nó không theo cái nhịp nào cả. Đó, theo người hát, và nhất là quý vị hát nữa, thì lúc mình có thể là anh xa em chưa kịp nhớ đến hợp nào thì trăng cũng chợt vẫn ngân tiếp này, lẻ loi mi trường này thân. Đó, cái đàn tấu nó rất là hay là như thế. Quý vị có thể kéo dài đến cả chục giây cũng không sao, để quý vị tìm hợp âm. Thế thì khi quý vị tập như thế, nó sẽ rất là chủ động trong cái việc quý vị đệm để tự hát. Thì sau khi đánh được nhuần nhuyễn rồi, thì quý vị tập như thế dần dần nó sẽ tăng lên và tay của quý vị sẽ rất là nhanh và trơn. Gió âm thầm không nói mà sao cái phần cao trào quý vị có thể đánh nó dồn dập hơn, nó hát nó đẩy đến cao trào nhưng mà nó vẫn là ran tấu thì cũng vẫn rất là hay, cũng không vấn đề gì cả. Đấy là đầu tiên là cách đánh ra tấu quý vị nhé. Sau khi quý vị tập xong một lúc rồi, quý vị sẽ chơi được, tôi nghĩ rằng sẽ rất là hay và thú vị, quý vị sẽ cảm thấy thích thú. Thì sau đó nếu như quý vị muốn vào tiết tấu thì vẫn là hợp âm đấy. Bài này viết ở nhịp 6-8 là slow rock này. Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Đà đi, đà 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 đi. Đà đi, đà đi đi. Sáu tám quý vị nhé. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Chỉ có một cái chỗ si giảm này sang mi, chỗ này nó liền nhau là chúng ta là 1 2 3 4 5 6. Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Một hai ba bốn năm sáu là mi la đồ mi la. Thì chỗ này quý vị có thể bỏ theo âm si. Anh xa em mà lại bà một trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. La thứ này, mi trưởng này, về la thứ này. Thế không ạ? Đấy thì cách như thế là gọi là có tiết tấu. Thì phần điệp khúc của nó là gió gió âm thầm không nói
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Cái phần cao trào nếu như quý vị muốn đánh có nhịp mà tiết tấu nó dồn dập hơn. Đó, âm thầm không nói. Tay trái là thứ là đánh là la. Bên này đồ mi la này. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 7 đến 7 đấy nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Gió âm thầm không nói. Một hai ba bốn năm sáu bảy. Cái tay quý vị phải cứng lên một chút này, đồ mi la này. 1 2 3 4 5 6 7. Bùm 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 bùm. Đâu phải là chiều, các bạn rất là hay. Thế vậy cái quá trình đệm hát một bài hát piano nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, nó cũng không có gì cả. Tuy nhiên vì quý vị có thể là chưa đệm hát cho mình bao giờ cho nên quý vị thấy chưa quen, nhưng chỉ cần với cách tôi vừa mới hướng dẫn ở bên trên, quý vị tập đi tập lại là quý tôi tin rằng là quý vị 1 đến 2 buổi là quý vị có thể chơi được rất là tốt rồi, rất là nhuần nhuyễn rồi. Sau khi chơi xong được bài này rồi, quý vị có thể chơi đoạn dạo nhạc là dạo đầu. Dạo đầu thì đơn giản thôi. Quý vị có thể đánh la thứ này. Anh xa em. Bởi vì quý vị chỉ cần chơi hợp âm la thứ thì quý vị biết được cái giọng để mình vào hát thôi. Anh xa em. Trăng cũng chợt lẻ loi. Đó, cái phần dạo ấy. Còn nếu phần dạo khó hơn một chút này. Anh xa em. Đấy, khó hơn một chút quý vị nhé. Nó có rất là nhiều cách. Thế thì vậy, sau khi chơi xong rồi thì chúng ta sẽ nhuần nhuyễn rồi, thì tay chúng ta lúc đấy quý vị bắt đầu trơn rồi thì quý vị bắt đầu đánh nó khó hơn một chút. Tôi ví dụ bây giờ tôi sẽ coi như tôi đệm hát đây này. Tôi đệm hát theo một cái cách mà nó phiêu hơn, mà nghe nó hay hơn. Đây là câu dạo trước này. Về mi trưởng. Anh xa em. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Thầm không dù sống đã làm anh
Đó, quý vị thấy không ạ? Nghe khá là dễ chịu và ok đấy ạ. Như vậy, cái cách đánh của tôi thì tôi theo cái cách của tôi. Tôi feel có thể mỗi một lần đánh nó khác nhau. Bởi vì đã gọi là chơi đàn thì cảm xúc không lần nào nó giống nhau cả. Và mỗi một lần có thể đánh cách feel nó khác nhau. Nhưng tuy nhiên, các cái hợp âm cơ bản nắm được như thế thì chỉ là mức độ đánh nhiều hay ít mà thôi. Trên đây, tôi vừa mới hướng dẫn quý vị cách để đệm hát ca khúc Biển Nỗi Nhớ Vào Em theo một cách dễ nhất. Và nếu như quý vị nào sau khi chơi tốt rồi, quý vị có thể phát triển lên cách khó hơn nữa để cho nó hay hơn thì tùy theo quý vị. Tuy nhiên thì với mức độ đơn giản nhất quý vị cũng có thể chơi được. Hy vọng rằng sau khi xem xong cái video này sẽ giúp ích cho quý vị có thêm nhiều niềm cảm hứng, và quý vị đệm hát bài hát này cho quý vị nghe hoặc là tặng cho người thân của quý vị. Tôi nghĩ là cũng rất là thú vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Piano. Thank you.